trở lại. Nguyễn Anh phát bóng. Chúng ta đang dẫn với khoảng cách 3 điểm. Đội bạn đập bóng. Nhưng đó là pha đập dọc biên tốt. Cú đập này thì khó để phòng ngự rồi. Trường Vũ ghi điểm với pha đập bóng dọc biên ở vị trí số 80. Nên nhớ là xe đấu này chỉ có 15 điểm thôi anh em nhá. Cơ hội. Thanh Thuy. Vẫn còn. Chắn bóng hay. Nhưng đội bạn vẫn phòng ngự được với cú đập của Kang Seo Huy. Chúng ta cứu thua. Nhưng cuối cùng thì họ ghi điểm. Với pha chớp thời cơ nhanh. 10-11. Đội bạn cũng rất lăn xả trong pha bóng này.